Trang ơi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay trở lại clip mới quay về một chiếc xe Accenter 150 Making nhập Indo ha. Thì tình trạng xe nó đẹp, ok, mọi chức năng là máy zin hết, ốc tán sáng đẹp hết ha. Giá 29 triệu rồi các bạn ơi. Nhập Indo mấy chỗ khác bán có khi 30, 31, 32, 33, 45 đủ giá ha. Thì xe mới nó tới hơn 50 triệu đó. Thì xe này là 29 triệu rất là dễ sử dụng nha các bạn. Đẹp Indo nó cao hơn đẹp Việt Nam, đẹp Making đó, Making ha, nó sẽ cao giá hơn Việt Nam chút. Đây là Indo nè các bạn ha, Indonesia, mâm nấm Indo đĩa, sự hao mòn rất là ít, chưa có ha, ốc tán còn sáng sạch đẹp hết trơn đó, theo dầu còn sáng ha, căng lem đó, mâm còn sáng ngon lành cột ha, từ ốc tán các bạn thấy ốc ha, mấy chi tiết này đủ tiền ha, với mấy chi tiết này nè còn lại nè ha, này bị xét rồi, xét miếng mọn miếng xét luôn đó, mấy chi tiết này nó còn, cái này cũng sáng trong ha, khá là ok, máy riêng nha các bạn, còn máy trắng phiếu luôn đây ha, máy là khá là ngon. Đẹp phía trên thì nó giọng nồi hơn ngạt của Việt Nam, màu đen nhám, mấy cái phần chi tiết này còn kháng sáng trong, chi tiết này còn cốc cốc ha, đó chi tiết này còn rất là cốc cốc đó, nó hơi bị chá nắng ra, mấy chi tiết này còn sáng đẹp theo năm tháng hết trơn ha. Đời của cái đời mấy ta, mấy kia anh chúc coi cái đời máy này ha, mấy số Đồng Tháp B1 Thanh Bình 69185, mấy chi tiết này còn rất là sáng đẹp ha các bạn đó. Thì hổm giờ có mấy anh em kêu kiếm Accenter đang nhám này hoài ha, thì nay đã có chiếc này ngon bổ rẻ, ngon bổ rẻ 29 triệu là rất là ngon bổ rẻ ha. Mấy chi tiết này là chết người ha, đó thì mình tìm mình mua xe cũ để mà nhìn những cái chi tiết này mà mình quyết định xuống lúa hay không, là mấy chi tiết dành chân nè đó. Đó ha, sáng đẹp, bên đây dòng qua trắng phiếu ha, zin đó 29 triệu có thể sử dụng, có chạy chỗ nhâm nhâm theo năm tháng nha các bạn. Cái này dơ hả, cái này dơ phần nhám ha, còn này chỗ này có chạy miếng nè ha, cho tao bán đồ nè, còn game không có bán nhầm tốt nè, mấy chi tiết này chết người ha. Dạ thì trở lại chương trình các bạn ơi, xe 14.752 km ha, giấy xe đây các bạn ơi, đăng ký lần đầu là ngày 5 tháng 4 2019, đăng ký lần 2 là 2020, xe Thanh Bình Đồng Tháp đó, thì đời là 2019 ha. Nói chung xe mới thì nó hơn 52 triệu á, bởi vì 29 bởi vì ốc tán còn đẹp long lanh cái gì cũng long lanh chứ chết rồi, quay mà không có quảng cáo thì bán không được, mà quảng cáo thì người ta nói sao cái xe nào cũng khen vậy chứ, nó còn đẹp, nó đẹp chứ sao không các bạn, xấu nó xấu nè, mấy chi tiết này có chạy chỗ heo năm tháng nhâm ha, nhưng mà không đáng kể nha, nè không đáng kể, còn mấy phần này thì không có ha. Báo gọi chính xác với các bạn ở xa, ha, chỗ này nó dính cái gì hồng hồng em biết ha, dính cái gì hồng hồng á đó. Đó, đầu đèn rồi đây ha, mới hai cái vỏ nữa ha. Rồi thì giá rẻ bất ngờ đó, thì mình quay chỗ khác là ba mấy không á, mình quay mấy chỗ khác là 32 triệu á, đây 29 triệu
Rồi em khi ta mua rẻ ta bán rẻ thôi. Admin bây giờ các bạn dõi giá đây ha. Nếu mà xe là 2019, xe mười mấy ngàn cây, xe đẹp, ốc tán còn long lanh gì à. Thì nó không có tầm dưới giá 30 mấy ha. Nè không, nó ít giọng nội hơn là con Việt Nam nhiều. Nghe không, giọng ít, còn Việt Nam kình giọng dữ lắm. Mà giọng vậy lên chạy không có nha các bạn. Rồi khá là ok, cái máy này nó còn dữ dằn lắm ha. Dài xin kết thúc clip các bạn ơi. Thì anh em nào muốn mua xe, bán xe cũ vậy cứ liên hệ Vũ ha. Số điện thoại của Vũ là 0387325993. Thì anh em nào muốn bán xe cũng được ha, bán xe điện mình có thể đi quay cho các bạn tham khảo ha, đưa lên cộng đồng dễ mua bán hơn. Rồi xin thân ái kính chào và hẹn lại tất cả các bạn clip mới.